tôi thấy anh em, chào tất cả mọi người, chào mừng anh em đã đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến toàn thể anh em và mọi người hai chú chim cực kỳ VIP và cực kỳ đẹp anh em nhé. Em đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh em là một chú chào màu gáy sư tử anh em nhé, bộ to khủng dài, gáy sư tử chơi cà phê vô tư rồi anh em nhé. Chim thì gốc của Trùng Khánh Cao Bằng. Đây anh em có thể là em quay cận cảnh clip để thực tế cho anh em xem. Bóng bộ rất chìa đẹp, quả gáy thì cực kỳ uy tín luôn. Chim thì có dân nuôi chưa được khai thác gì. Đấy, nguyên bản luôn. Chưa được chăm bẵm gì mà lết nhảy cóc rất chi là hay anh em nhé. Chú chim này thì có cái đặc tính là nó nhảy cóc rất chi là hay. Bụng thì rất chi là dài hơn cả găng tay, rộng hay anh em nha. Đây, anh em có thể nhìn quả gáy của nó kìa, đủ uy tín cho anh em. Đấy, anh em nào có nhu cầu muốn bảo tồn em này về gọi là làm cảnh và chơi cà phê thì nhấc máy alo trực tiếp với số điện thoại em để dưới góc màn hình anh em nha. Và anh em đón xem clip của em thấy hay thì hãy ấn vào đăng ký ủng hộ em anh em nhé. Đây, đây em quay chất giọng cho anh em thẩm. Đây anh em thể tự thẩm trên clip từ bóng bộ này mới chất giọng em nó. Bộ rất chìa to dài. Gáy sư tử. Bộ em nó thì miễn chê rồi, bóng bộ em nó thì không chê được điểm gì anh em ạ. Nói chung hàng cực độc cực dị luôn. Quá dị luôn. Đấy, anh em là có nhu cầu gọi là bảo tồn em nó về gọi là chiêm ngưỡng thì cứ nhấc máy này alo trực tiếp với số điện thoại của em. Số điện thoại của em ghi ở dưới góc màn hình. Anh em đón xem clip của em thì hãy ủng hộ cho em xin một like và một đăng ký kênh. Và đây là tiếp tục là đến em số 2 anh em nhé. Tê mặt quỷ anh em nhé. Lân tê mặt quỷ, gốc màu cực dày luôn. Mắt rất chìa lồi, cực dữ, yếm đậm, bộ to, dài. Lông em này thì đang thay được khoảng tầm 80-85% anh em nhé. Đây, về nhà này em quay cận cảnh cho anh em gọi là nhìn thực tế con chim cận cảnh hơn cho em anh em nhìn cho nó rõ. Bộ cũng to dài, chim cũng cao bằng, Trùng Khánh Cao Bằng anh em nhé. Đây em có kè thử cho anh em xem cái gọi là cái lết chơi, cái thái độ của em nó. Rất chìa lì chim. Rất con này được cái là rất nhạy bung xòe anh em nhé. Bung xòe rất chìa nhạy. Nửa thì chưa có đâu. Tóm lại là em này thì nửa nó chưa có đâu. Lông nó mới được có 75-80% thôi nên chưa có lửa. Gọi là con này anh em mà về chăm thì chắc mất khoảng tầm nửa tháng nữa. Gọi khô lông chắc phải mất một tháng nữa nó mới hoàn thiện được cái bộ lông của nó. Chim chưa được khai thác anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu tuyển những chú chim này về để anh em mài rũa thêm để đi cà phê, đi giàn giáo thì cứ nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại của em. Đây, clip thì em quay cận cảnh chi tiết từng em cho anh em một, anh em có thể thẩm vào trên clip. Anh em nào ưng em nào thì cứ nhấc máy alo cho em. Em thì vẫn có ship đi tất cả các tỉnh phía Nam, phía Bắc anh em nhé. Anh em nào tin tưởng em thì cứ nhấc máy alo cho em. Đấy, con chim con cò này như nào em giới thiệu thực tế trên clip. Anh em có thể tự thẩm anh em nhé.